Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện ngày hôm nay thì Bảo xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện rất là hay của Bác Sơn ở Châu Thành. Thì Bác Sơn có chia sẻ câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi và người chứng kiến cũng như là cái nhân vật trong sự việc cũng là ông bà của chú Sơn luôn, bác Sơn luôn. Thì um, câu chuyện này uh, theo như lời chia sẻ của bác Sơn thì nó đã xảy ra rất là lâu rồi, khoảng trước năm 1940. Và câu chuyện này kể về một cái ông thầy Pháp. Ông thầy này thì có thể nói là ông luyện âm binh và thêm nữa là ông vô cùng ác. Uh, cái sự việc này á khiến cho bà con ở cái chỗ đó và theo như lời cởi lại thì rất là sợ cái ông thầy này. Rồi không biết câu chuyện như thế nào, bảo xin mời các bạn cùng đi vào câu chuyện ngay bây giờ. À, lúc đó thì à, bảo xin phép là được xưng hô theo cái tuổi lúc đó luôn nha các bạn. Ông bà của bác sơn á thì à, mình phải kể tới à, vợ chồng của à, Bác Hai đi Vợ chồng của bác Hai Có một cái đứa con à, Đứa con này là mới có lên 22 tuổi Và tên là Lành Trong cái xóm chòm này Thì thời buổi này là đang rất là khó khăn Và người dân ở đây á, Họ sống à, chủ yếu Bằng những cái nghề như là Làm thuê làm mướn cho những cái người Mà người ta có ruộng đất nhiều đó Thời gian để bỏ vào Những cái công việc làm thuê làm mướn đó ở nó gần như là đi hết cả ngày cho nên là bà con không có thời gian rảnh để có thể là đi kiếm con cá đi kiếm con ốc nắm rau để mà đem về ăn thì giống như là tranh thủ dữ lắm mới có cái thời gian đó còn đa phần là phải đi làm cho chủ thì gia đình của bác hai với lại chị lành cũng y như vậy à, lúc đó phải nói là khoảng chừng 2 năm trước thì ở cái làng sớm này nè có xảy ra một cái việc mà đây là một việc có thể nói là nó lớn hơn so với những việc bình thường thôi chứ nó không phải là hiếm bởi vì vào cái thời buổi đó à, ma cũng như là quỷ quỷ thì ít nha chứ còn ma thì xuất hiện kêu bằng hà rầm có thể ai nhẹ viết chút xíu thôi là dễ dàng bắt gặp những cái hồn ma họ đi lợn vỡn ở những cái chỗ mà vắng người hay là những cái địa điểm mà ít ai qua lại cho nên là gần như vào buổi tối thì bà con ở đây người ta rất là hạn chế đi ra bên ngoài. À, có chăng chỉ là những cái nhóm người họ đi làm thuê, làm mướn cho những người giàu có và có ruộng đất nhiều thì họ đi á đi với cái cách là đi đông chứ ít của ai mà dám đi một mình. Ở trong sớm này á thì có xảy ra một cái việc của vợ chồng cái anh này. Vợ chồng anh này thì mới cưới nhau thôi và khoảng chừng một tháng mấy à và cái anh này uh, bảo đặt tên là anh Dũng và chị Dũng đi ha thì anh Dũng á, ảnh có một cái người mẹ cha ảnh thì mất rồi mẹ ảnh thì lớn tuổi uh, cũng đã khoảng năm um, mươi mấy tuổi và ảnh thì uh, mới vừa ba mươi tuổi do là gia cảnh nghèo cho nên là ảnh cưới vợ trễ. thì uh, lúc đó ngoài việc mà những cái chỗ người ta có đất cát sẵn thì cũng có những cái địa điểm mà mình sẽ đi vào đó để mà khai quang, tuy là không có nhiều nhưng được cái cái, cái mỏm đất nào thì đỡ cái mỏm đất đấy để mình có thể trồng một cái thứ gì đó có thể là ăn uống được. À, có điều thì những địa điểm như vậy à, khỏi nói cũng biết nó ở rất là sâu và rất là xa. À, những cái địa điểm đó là giống như những người già giàu á, người ta thấy mấy trong đây xa lắc xa lơ như vậy nè, rồi vô phải mướn người khai quang hay hoặc cái gì đó nó có nhiều cái phức tạp cho nên người ta không có thích bởi vậy mới còn cho những cái người mà đi khai quang đất và cái vị trí á, à, để mà đi vào trong đó thì nó cách xa nhà cho nên là vợ chồng của anh dũng à, đi vào đó để mà khai quang thì coi như là đã cách nhà khoảng chừng cả chục cây số tính vào bây giờ người mẹ thì đã lớn tuổi rồi và bà hay bệnh hoạn ốm đau nữa cho nên là không có cho bà đi theo mà cái khoảng cách xa như vậy phải lội qua À, những cái đám ruộng, những cái đám đế sậy à, Rất là 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 cực khổ à, Cho nên là đi như vậy Thì không có phải là đi một lần về à, Mỗi lần đi như vậy Có thể nói là cả tuần hoặc là 10 ngày à, Sau đó là mới về à, Đem à, Cái công sức á, à, giờ Rồi đi làm thuê, làm mướn rồi có tiền vậy đó đưa cho mẹ à, Cái nào khai quang thì khai quang Cái nào ở gần đó Có thể làm thuê, làm mướn được thì làm à, Đem tiền về để mà cho mẹ mua gạo Cho mẹ nấu cơm nấu nước đồ ăn thì cái lúc đó đó phải nói là vơi rất là cực khổ và nếu mà đi đi ở lâu như vậy đó thì phải cắt nên một cái chòi vợ chồng anh Dũng mới đi vô trong đó và cắt một cái chòi lên sau đó mới bắt đầu cái công việc phát hoang của mình chỉ có ngày đầu tiên thôi thì cái đêm đó đó hai vợ chồng đang nằm ngủ thì khoảng chừng 6 giờ hơn có một cái người chủ đất ở gần cái khu khu vực đó đó họ mới thấy là anh dũng này anh siêng năng và anh làm được việc cho nên là tối đêm đó đó họ mới dẫn hai ba người đi tới cái cái chòi của anh dũng mới vừa cắt á họ nói là bây giờ á anh đi theo tôi anh làm đi tôi trả công gấp đôi ở ban ngày và anh dũng là cái người mà uh, rất là siêng năng và giỏi vắn cho nên là nghe nói như vậy mừng quá rồi mới nói với vợ là em ở đây em ngủ trong trong trại nghe uh, tuy là cái trại anh mới cắt nhưng mà cửa nẻo thì anh cũng cuột cho nó chắc rồi đó mà cái thời buổi đó thì khổ các bạn cho nên là biết rằng để vợ một mình nó cũng hơi có cái gì đó nó nguy hiểm nhưng mà dẫu sao thì cũng phải ráng mà chịu thì anh Dũng mới bỏ đi để mà làm với những người đó để cho cái người vợ ở cái trại một mình bản thân là đàn bà lại ở một cái nơi có thể nói là xa lạ lại ở một mình nữa cho nên là chị cuột hết các cửa lại một cách cẩn thận và có để ở trong cái chỗ mình nằm á, một cái cây. Giống như đó là một cái thứ gì đó để mình bám víu vào để mình tự vệ. Thì chị Dũng mới nằm và do là mang cái tâm lý sợ đó cho nên là chị không có ngủ sớm được. Chị nằm đó, nằm giữa một cái nơi xa lạ mà tối hù tối thui. Cái đèn dầu ở trong cái chạy thì cũng không có mở lên các bạn. Rồi phải tiết kiệm, đâu có dám xài Chị Dũng mới nằm ở bên trong và uh, thao thức chứ ngủ không có được Và theo như cái lời của ông chủ nói á Thì anh Dũng sẽ đi làm uh, quá lắm Là cỡ chừng 1-2 giờ sáng là sẽ về Mà chỉ nằm từ lúc 6 giờ mấy, 7 giờ tối Mà chỉ nằm bây giờ là đã đến khoảng 10 giờ rồi Và càng về khuya thì những thứ âm thanh uh, Những cái tiếng côn trùng nó đã rít nó kêu cộng với những cái làn gió lạnh làm cho không gian nơi đây trở nên rất là ma mị. Phải ma mị thôi các bạn bởi vì đước sậy hồi trước nó không phải như mình bây giờ mà đứng kiểu mà ngang bụng đâu nhầm khi nó cao quá đầu luôn. Mà đi vào trong những cái địa điểm đó để mà phát hoang. Mà mới có ngày đầu tiên à, phát hoang đâu có được bao nhiêu. Thì đám đới sậy nó, nó nó dày đặc nhìn nó rất là ghê rợn và mỗi khi có một cái làn gió nào nó phớt qua thì làm xào 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 phát ra những cái tiếng động giống như thể những cái hồn ma mà nó lướt ở trên đầu ngọn sậy. Cái trại này tuy nói là theo cái cách nói của anh Dũng đó thì anh đã cột chặt rồi nhưng chặt là chặt cửa thôi chứ làm gì mà có điều kiện để làm cho nó che đậy tất cả bởi vậy là lúc này chỉ có là những cái cây à, giống như cái kiểu bây giờ mình nói là song sắt vậy đó các bạn mà trong đó họ làm bằng cây để mà ngăn cái đường đi vào ở trong cái chạy cho nên là lúc này mình ngồi ở trong chạy mình nằm ở trong chạy thì mình có thể dòm ra phía bên ngoài mặc dù không có đèn nhưng vào cảnh đêm à, cộng với những cái màu xanh của những cái cây lao sậy đó cho nên là mình nằm ở trong vẫn có thể quan sát được phần nào đó những cái âm thanh cũng như là những cái sự di chuyển ở phía bên ngoài thì phía đằng xa xa chị Dũng cũng nhìn thấy những cái bóng ma chơi ma đuốc lập lè có điều nó ở xa chứ nó không có ở gần thời điểm đó thì những cái dông ma như vậy á, có rất là nhiều và đặc biệt là ma đuốc dơm thì biết là ma đuốc rồi đó có một cái ngọn lửa nhỏ cứ bắp bên bắp bên bắp bên ở phía xa xa nhưng mà chị dũng mừng một cái là nó không có đến gần mình thì lúc này chị mới nằm và cái hiện tượng ma đuốc chị xem như là một cái gì đó để cho mình dòm theo để dỗ cái giấc ngủ cho mình thôi chứ không có gì đáng sợ cả nhưng mà trong cái lúc mà chị an tâm nhất thì bất ngờ chị mới thấy có một cái bóng đen bóng đen này khá là lớn cây đới cây sậy chị đã để ý á, là nó cao hơn đầu mình khoảng chừng một gan có nghĩa là nó tầm tầm hai thước đảo lại mà cái bóng này á, hình như là đi và chị thấy rõ là hình như chỉ thấy cái vai đang đi 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 trong người gì mà cao dữ vậy và giống như là nó đi tới đâu á là lao xạy theo kiểu ngã qua ngã lợi một cái giống như là tách cái đường ra để cho nó đi vậy một cái hiện tượng rất là lạ chị Dũng mới dụi dụi con mắt mình, dòm cho thiệt là kỹ coi những gì mình thấy nó có thật sự diễn ra hay không. Thì ngay cái lúc này á, chị lại hoảng hồn bởi vì lúc nãy chị thấy cái bóng nó ở khá là xa cái chạy của chị. Giống như thể chị thấy là cách đó khoảng chừng trăm thước thì bây giờ chớp mắt dụi mắt có một cái thôi thì nó đã đứng ở cái vị trí khoảng chừng 50 thước có nghĩa là một cái chớp mắt một cái dụi mắt của chị Dũng mà cái bóng đó nó đã đi đến nửa cái đoạn đường rồi. Làm cho chị giật mình và nỗi sợ nó dâng lên trong đầu bản thân mình chỉ có ở đây một mình. Có thể nói là kêu trời, kêu không thấu mà kêu đất không nghe. Trong khi cả người của chị cứng đờ và chưa biết phải xử sự như thế nào và hành động như thế nào. Vì cái điều này nó đến đột xuất, nó đột ngột quá Thì bất ngờ cái bóng đó là lúc này nó đã xuất hiện ngay trước chạy của chị Và chị dòm vào đó, đây là hình thù của một con quỷ Cái mặt nó thì rất là lớn và cái thân hình nó là phải hai mét mấy nó đứng một cục thù lù, nhìn đen thù lùi chứ không phải là nó mặc đồ trắng hay gì cả. Có cái thì vẫn dòm được. Cái mặt của nó không có giống như là kiểu mà không có mắt mũi vậy các bạn mà chỉ có một cái miệng thôi mà cái miệng đó là răng lởm chởm lởm chởm cộng với hai cái nanh nó đưa ra thì trời đất ơi dòm một cái á, nghe là chị té ngang u à, u ớ có thể nói với con này nè nếu mà xỉu được á thì cũng có thể nói đây là một cái may mắn của chị Dũng Đằng này chị xỉu không có được mà chị lại dòm ra ngoài Tuy là cái hình bóng đó không có mắt, không có mũi nhưng cách thức và hướng nhìn của nó gần gần như là chị cảm nhận được nó đang giờ mình. Bây giờ bản thân đang đứng trước một cái con quỷ mà không biết con quỷ này nó sập vào trong trại của chị vào lúc nào. Làm cho chị rất là sợ. Nhà cửa thì có thể nói là có tổ tiên ông bà trong giữ ma quỷ nó muốn vào cũng rất là khó còn đây là một cái trại mà một cái trại mới cắt nữa ở một cái nơi xa lạ thì làm gì có ai có người nào mà giữ lại được cho cái sự an toàn của chị Dũng thì tới đây gần như chị Dũng là à, mình nói theo kiểu là hết biết đó các bạn lơ đảng và không còn biết cái gì vì cái nỗi sợ nó lắng áp hoàn toàn cái tư duy của chị Thì cái lúc đó đó là chị chỉ còn nhớ là bản thân mình đang bàn hoàng trước một con quỷ và bây giờ nó đưa cái ngón tay lên nó chỉ thẳng vào mặt của chị. Là cái nỗi sợ nó quá lớn rồi, chị chỉ uh, cái đối kháng duy nhất của chị chỉ có thể là la lên một tiếng và hoàn toàn không còn biết gì nữa. Đến khoảng 2 giờ mấy gần 3 giờ sáng thì lúc này quả thật anh Dũng anh đã về. Nhưng mà anh về tới cái chạy của mình á, thì anh lại không thấy vợ mình đâu và cánh cửa ở của cái chài á là ảnh cuột bằng cái loại dây rừng nó rất là chắc và bây giờ nó cũng đã bị mở ra rồi và gần như á, là cái sợi dây này không phải là bị cái bàn tay mở mà là một cái dấu răng nó cắn vào cái dây này thậm chí trên cái dây á, vẫn còn à, động lại những cái vết máu đã khô đặc quản hồn thất kinh vì cái chuyện đang diễn ra anh nhào vào bên trong kiếm thật là kỹ nhưng mà cái chỗ này nói là thật là kỹ là do là cái bản năng của một người đi về mà không thấy vợ mình đâu chứ cái chạy nó rất là nhỏ thì làm sao mà dòm đã qua một cái là đã biết rồi nhưng mà dòm không thấy anh Dũng vẫn cố gắng cố gắng chấn tĩnh mình bằng cái cách là vợ mình đi đâu đó ra bên ngoài để có thể là đi vệ sinh đêm hay gì đó mặc dù đó là một cái ý nghĩ rất là mong manh nhưng dẫu sao đối với anh dũng lúc này đó là một cái hy vọng bởi vậy anh mới ráng anh chạy ra anh kiếm hoài kiếm hoài kiếm hoài không có gặp nước mắt anh là bây giờ là nó tuôn dòng rồi và anh không biết cách nào để có thể tìm vợ mình và giữa đêm tối như vậy anh cố gắng anh la anh gọi tên của vợ mặc dù đáp lại anh chỉ là cái sự vô vọng nhưng anh dũng vẫn ráng lằn mò từng cái bụi cây từng cái hốc đá để mà tìm xem coi vợ mình có ở đó hay không miệng anh luôn gọi tên của vợ thì ngay cái lúc mà anh thất vọng nhất anh đau đớn nhất vì không thấy vợ mình cộng với những cái vết máu nó đã dính trên cái sợi dây rừng đó thì ngay cái lúc này chị dũng vợ của anh đang lững thững đi về nhưng mà khoảng cách của chị vợ là cách anh độ chừng 20 thước anh vừa thấy vợ á, thì cái bản năng tự nhiên của một người đang cố gắng tìm kiếm vợ mình mà bây giờ đã thấy rồi thì anh mừng vợ anh giống như là anh đang mộng đứa con nít á, anh nhảy nhõm lên để mà anh kêu tên của vợ nhưng mà cái khoảng cách đó rất là gần và vào đêm tối thì à, cái âm thanh mình phát ra nó rất là rõ ràng vậy mà vợ anh tuy là thấy anh nhưng lại không dòm anh mà lại hướng mắt đi về phía trong trại với khoảng cách này thì có thể nói á, vợ anh ở gần cái chạy hơn so với là anh Dũng. Anh mới ráng anh chạy theo. Anh vừa chạy mà anh la lên lúc đó là anh quá mừng rồi. Anh không còn biết là cái gì nó xảy ra hay là một, một cái bất luận, một cái bất thường gì. Anh chỉ cần biết là bây giờ vợ anh đang đứng đó. Mừng quá, anh chạy lại, anh chạy lại và cuối cùng anh đuổi kịp vợ của mình. Nhưng lúc này thì hai người đứng cách cái nhà, cách cái chạy các bạn, chỉ độ khoảng chừng 30 thước. Anh nắm tay của vợ và cảm giác cái tay của vợ mình rất là lạnh. Và vợ anh á không biết làm sao, tối hù tối thui như vậy anh cũng không có mở cái đèn gì lên mà vợ anh lại đưa một cái ánh mắt mà anh dòm lại thấy rõ cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt nó lạnh băng à. Cái ánh mắt mà dòm vào á thì dù cho có đông người, chúng ta cũng phải rùng mình sợ hãi chứ đừng có nói là chỉ vợ của mình với mình ở tay một cái địa điểm xa lạ này. Có điều anh Dũng á do là cái cái nỗi vui mừng của ảnh đó các bạn đã tìm được vợ của mình rồi thì cái nỗi mừng nó quá lớn mặc dù là nhìn vào cái ánh mắt này thì có nó lạnh băng rồi cả người của vợ sẽ thấy nó lạnh lạnh nhưng mà anh chỉ nghĩ là vợ mình bị cảm bị gì đó thôi em 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 có sao không, không em trời ơi sao em lạnh như vậy đi, đi 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 vô trong chạy đi vô trong chạy em ơi anh nắm tay của vợ mình dắt vào trong chạy thì người vợ cũng đi theo chứ không có thái độ là uh, chống cự lại hay gì cả. Đến khi mà vào tới trong trại thì người vợ không nói câu nào mặc dù anh Dũng đã cố gắng hỏi là em đi đâu? Tại sao khuya lắc khuya lơ vậy mà em dám đi bên ngoài như vậy? Không nghe lời của anh, em ở trong trại. Hết câu hỏi này lại tới câu nói khác. Cứ liên tục vang lên của anh Dũng, Nhưng người vợ vẫn không thèm trả lời và dòm anh vẫn với một cái ánh mắt lạnh băng như khi đó. Sau đó, người vợ lại nằm nhẹ nhàng xuống và biểu hiện của cái sự là muốn ngủ giống như thể là không quan tâm anh Dũng nữa nhưng mà lúc này anh Dũng giống như là anh anh suy nghĩ trong đầu là vợ mình bệnh à, vợ mình uh, đang không vui vì cả người đang đang, 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 đang mệt nhọc và có thể là khi mà vợ mình ở đây một mình thì Dặn mình sao mà đi uh, uh, làm như vậy và bỏ vợ cái anh Dũng mới không có để ý nha anh Dũng mới nằm cưới bên và cái hôm nay nè anh Dũng nằm xuống, mặc dù là bản thân đã đi làm trong đêm tối cùng với những người khác, thì có thể nói là anh đang đưa cái thân mình ra cái chỗ xương gió và cái hơi lạnh đó làm cho anh uh, đã rợn người rồi. Kiểu như là mình ở ngoài xương ngoài gió lâu và cảm nhận được những cái hơi lạnh đó nó nó lớn đến cỡ nào và nó nó thấu vào da thịt như thế nào. Nhưng tất cả những điều đó lại không bằng bây giờ. Trong khi anh nằm cưới vợ mình á, thì một cái hơi lạnh gì đó, nó lạnh lắm. Lạnh hơn cả mấy lần so với là anh đi làm ngoài xương ngoài gió. Và lúc này thì anh phải liên tục kéo cái mền lên co rút người lại nhưng vẫn có cảm giác lạnh. Là... lạnh đến độ mà anh không thể nào ngủ mặc dù cả người anh rất là mệt thì đến khoảng hơn 4 giờ sáng á, thì tiếng những con gà hoang gà rừng gì đó nó gấy lên làm cho uh, anh giật mình lúc đó là anh theo kiểu là mơ mơ màng màng chứ không thể nào ngủ được các bạn anh giật mình anh ngồi dậy anh ngồi dậy thì lúc này anh lại một lần nữa chấn kinh bởi vì sao bởi vì á, vợ anh không biết từ lúc nào cô ra ngoài săn mình nói là cái xăng cho các bạn dễ hiểu nha nhưng mà chỗ đó thì uh, vẫn còn đất bềm đất cứng và uh, những cái đới cây sậy chặt còn gian dở đó thì vợ anh dũng ngồi ngay chỗ đó và hai tay bó gối gục đầu xuống khóc rất là thê thảm một cái, cái tiếng khóc nó phát ra giống như là vợ mình đã chứng kiến một cái điều đó nó vô cùng khủng khiếp và nó rất, rất là đáng sợ chị ngồi xuống hai tay bó gối mà cả người chị rung như cày sấy trong trong khi đó chị liên tục khóc đến khi mà anh chồng anh dũng nè anh giật mình anh nói trời trời sao em ngồi đó em khóc anh mới chạy ra anh chạy ra thì anh đặt tay lên trên vai của vợ mình và liên tục rung lắc em 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 có sao không em thì lúc này á người vợ mới ngước mặt lên có điều á bây giờ cô ngước mặt lên thì cái ánh mắt của cô á không có còn giống như là đêm hôm nữa mà lúc này cái ánh mắt đó nó trở nên rất là bình thường và dòm vào anh Dũng trong miệng lại thiều thào ra mấy câu những câu nói à, những cái lời lẽ quen thuộc của người vợ mình chị nói rằng á anh ơi chắc chắc em chết quá anh ơi tự động người vợ lại nức nở và nói ra cái câu sống chết như vậy làm cho anh Dũng hoang mang và không biết sự việc gì đang diễn ra anh cố gắng ôm vợ mình vào và thủ thủy thỏ thẻ những lời để cho vợ mình có thể bình tâm trở lại cho đến khi mà trời sáng hẳn luôn các bạn. Thì người vợ mới có thể nói ra những câu nói khác chứ còn cái lúc đó mặc dù anh Dũng đã cố gắng hỏi dữ lắm rồi 4 giờ mấy mà cho tới gần 6 giờ sáng. Vợ anh chỉ nói một cái câu duy nhất là anh ơi. Chắc chắc em chết của anh ơi chỉ nói như vậy thôi ngoài ra không nói cái câu nào cả mà các bạn cứ liên tưởng đi một người đang lo lắng cho vợ mình và hỏi cái câu đó ra mà trong một tiếng mấy đồng hồ vợ mình chỉ lâu lâu lại phát ra một câu mà cái câu nói đó với những câu nói sau thì nó cũng trùng một câu nói nó không hề nói một cái nội dung gì khác cả chỉ riêng một cái câu nói đó thì cái tâm trạng của anh dũng lúc đó phải nói là cực kỳ hoang mang và khó hiểu cộng với cái nỗi lo lắng bất an trong lòng. Anh không dám hỏi vợ mình nữa và trong đầu mơ mơ hồ hồ á anh liên tưởng ra một cái vị sự việc nó rất là xấu. Thì đến sáng sớm á lúc này mặt trời đã mọc rồi. Và ở gần đó cách khoảng chừng dài ba cái mẫu đất á thì cũng lôi nhoi thấy những người người ta đi đồng sớm để mà làm cho những người chủ cả ở đó không gian à, nó đã sáng ẩn lên rồi thì người vợ mới biểu hiện được là chị đang đỡ sợ lại và mặt mày có vẻ như nó đã hồng hào lại và lúc này á, anh dũng giờ vào người vợ mình thì không còn cảm giác lạnh như tối đêm qua anh mới cố gắng dẫn vợ mình à, đi đến gần những cái chỗ mà người ta đang làm lụng để có cái hơi người đó thì anh mới hỏi vợ mình là em ơi bây giờ em thấy trong người sao em có thể kể cho anh nghe là tại sao em nói vậy không bởi vì trong đầu anh Dũng bây giờ các bạn đã liên tưởng đến cái việc tâm linh rồi nhưng mà anh vẫn chưa có chắc chắn anh muốn hỏi chính miệng của vợ mình nói cho anh nghe thì vợ của anh á mới đưa mắt dòm theo kiểu là dòm sợ hãi lắm thì lúc này mới quay mặt lại và kể với anh cái hiện tượng xảy ra vào tối đêm qua cũng như Bảo đã cởi thì chị vợ chỉ có thể cởi được là cái lúc mà Chị phân văn á Là chị không biết là cái chuyện gì nó đang diễn ra Và cái nỗi sợ nó lắng áp hoàn toàn tâm trí của chị Rồi chị thấy con quỷ đưa cái tay lên chỉ chị một cái Thì chị chỉ ớ một tiếng rồi chị không còn biết gì nữa cả à, Đến đây thì Anh chồng khi đã nghe được vợ mình kể câu chuyện đó rồi thì cái thời buổi này việc tâm linh đang diễn ra rất là nhiều và có thể nói là những cái chỗ mà có thể mình đi khóa hang như thế này nè là nó có ma hoặc đáng sợ hơn là nó có quỷ cho nên là bà con gần ở đây sao không thấy người ta phát hoang có điều theo như anh suy nghĩ thì tối đêm qua cái người chủ vẫn ban đêm ban hôm á người ta đi mấy người tới bởi vì mình dẫu sao mình là người xa lạ người ta cũng sợ là mình có Ý đồ xấu gì với người ta hay không Người ta dẫn theo người đi đến là cái chuyện bình thường Với lại ban đêm khuya lắc khuya lơ như thế này à, Người ta đi đông người à, tránh cho cái việc ma quỷ là cũng chuyện bình thường Nhưng mà nếu như chỗ này á Mà người ta biết có quỷ thì không ai dạy gì Mà vô trong đây kêu mình đi ra làm đâu Có thể là à, họ vẫn không biết Hoặc là không có Chỗ này không có quỷ Họ không biết Rồi mình lại phát hoang nhằm cái chỗ có quỷ ở cho nên là vợ mình mới thấy được cái hiện tượng tâm linh ghê rợn đó và nếu như đã như vậy rồi thì một người à, bình thường như mình làm sao dám ở lại trong đây nếu không muốn là mắc mạng suy nghĩ kỹ cái điều đó thì anh Dũng anh mới nói với vợ á thôi em ơi nếu mà như vậy á thì thôi bây giờ á anh nói với em vậy anh với em Đi qua cái chỗ của ông chủ Và thưa mọi chuyện với ổng à, Cái tiền công tối đêm qua anh làm á Thì anh chưa có nhận à, Và ông chủ có nói là sáng nay Khoảng 7 giờ Phải đi qua bên ổng à, Làm luôn cái ngày hôm nay Thì ổng sẽ trả Cái số tiền à, công của đêm qua Và sáng nay cho mình Đáng lý á, Anh định để em ở đây Em phát hoang từ từ Còn anh sẽ đi đến chỗ của ông chủ Làm việc kiếm tiền thêm nhưng mà bây giờ nó xảy ra sự việc như vậy rồi thì thôi anh dẫn em qua bên đó để nói chuyện với chủ cả người ta coi là người ta tính toán làm sao rồi hai vợ chồng mình tính đương nhiên người vợ hoàn toàn đồng ý vào cái điều đó chứ nếu mà cố gắng ở lại đây thì chị dũng là hoàn toàn không có dám các bạn lúc đó là quá sợ rồi bởi vì bản thân của chị luôn luôn cảm nhận rằng cái con quỷ đó kiểu như nó đang ở đâu đó đây và nó đang dòm chị lơm lơm chực chờ để mà bắt hồn của chị lúc đó đó chị dũng cảm nhận một cái cảm giác đó rất là rõ ràng nó rõ như có thể làm cái chuyện có thật vậy đó chứ không phải là cái việc mà tối hôm qua mình nhìn thấy cái cái, cái ông quỷ thôi không thì lúc này nghe chồng mình nói vậy rồi chị mới rất là mừng thì lúc này anh chồng anh mới nói á thôi em đi là gần gần mấy cái, cái chỗ người đó đi tại vì cái chỗ của anh làm nó cũng gần cái khu vực này nè em đứng ở đó đi người ta có hỏi gì thì em cứ nói là em đợi anh ra để mà đi làm việc cho ông chủ tên đôi tên như vậy như vậy nói xong anh chồng mới đi về cái chòi của mình để gom nhặt những cái đồ mà hai vợ chồng đã đem theo anh không dám cho vợ mình trở về cái tròi, sợ về trở về tròi đó. Thì lỡ mà, mà con quỷ nó ngủ ở đó nó lại tiếp tục nó hiện hình hay gì đó nó nó, nó làm cho vợ mình hoảng sợ thì càng tội nghiệp vợ mình thêm nữa lúc này anh dũng sau khi lấy toàn bộ đồ ở trong nhà ra thì anh gánh trên cái cây đồn gánh trên vai như vậy nè thì anh mới đi lại tới cái chỗ của vợ mình á. lúc mà anh đi gần tới cái chỗ vợ mình á, thì vợ anh lại bắt giác sụt lùi vào phía sau mặc dù đó là ban ngày ban mặt thì anh chồng nói em em sao vậy em? em, em lùi lủi té. Thì đi trên một cái bờ ruộng. Đó thì anh chồng trên vai uh, gánh một cái đòn gánh, đem đồ đạc theo rất là nhiều và cái tay trái á thì cũng cầm đồ nữa. Mà vợ mình sụp lui, thấy vậy anh mới sợ, anh mới mới để cái đòn gánh xuống thì lúc này anh chạy lại cái người vợ, anh thấy mặt mày của vợ mình xong nó xanh lè. Em em ơi, em em có sao không em? Thì người vợ mới nói anh ơi, em, em em không có sao. Thôi, thôi thôi mình đi đi anh ơi. thì người vợ tuy là cái giọng nói á, có cái phần rung rẩy vì sợ hãi nhưng thật ra cái nghe cái lúc đó là cái chị vợ á, chị hoàn toàn không thấy một cái hình ảnh gì cả chỉ có điều không biết làm sao mà chị lại dòm ra phía sau lưng của chồng mình á, thì chị cảm nhận thôi nha chị cảm nhận như là con quỷ á, nó ngồi trên cái gánh mặc dù là chị không thấy nhưng mà cái cảm nhận đó nó rất là thật ngồi lên cái gánh phía sau của anh chồng á, nó thì người vợ tuy là sợ nhưng mà hoàn toàn không có thấy. Lúc này thì cũng không còn cảm giác đó nữa. Cho nên là chị mới một mực kêu chồng mình đi. thì hai vợ chồng mới đi đến cái chỗ làm việc đó. thì lúc đó ông chủ uh, của um, uh, tối đêm qua đã kêu anh Hùng làm việc cho ảnh anh Dũng á uh, làm việc cho anh á. thì cái anh chủ này á, uh, ảnh nói chuyện gì mà sao mà uh, sách uh, tay sách đánh mang lắm chân vậy? anh dũng mới lợi và cởi lại toàn bộ sự việc đó thì cái người chủ này à, cũng là một cái người có cái lòng tốt nha các bạn tuổi còn trẻ à, nhưng mà đã có cái lòng tốt rồi thì mới nói với lại anh dũng á, thì hai vợ chồng nếu mà gặp cái chuyện vậy thì chắc là gặp tâm linh rồi thôi đừng ở chỗ đó nữa à, với lại công việc của tôi á, thì còn khoảng cả tháng nữa chưa xong nữa cho nên á, là hai vợ chồng à, tôi cứ nghĩ là hai vợ chồng tới phát hoang à, ít hôm rồi về nhưng mà nếu mà ở lại đây như vậy á thì thôi, ở gần nhà tôi đó, tôi có một cái nhà, cái gian nhà, cái gian nhà này thì mấy cái người nè, mấy anh này anh này này nè, thì cái người chủ mới chỉ anh này anh nọ, à, hai ba người gì đó là ở trong cái gian đó, nhưng mà cái gian nhà đó nó cũng còn trống. Thì thôi, hai vợ chồng về đó ở đi, che mưa chắn gió thì khỏi phải sợ gì cả và hàng ngày tôi sẽ cho hai cử ăn. Đi làm thì tôi vẫn đem uh, cơm nước theo cho ăn tiền công thì tôi không có trừ lại à, thấy anh chị cũng khổ. Mà đáng lý á, mấy người kia á, thì nhà cửa là ở gần đây. Cho nên là à, ngoài cái cử mà đi làm á, thì cái cử ăn ở nhà đó thì tôi sẽ à, thu một ít nhưng mà thôi thấy anh chị là cũng à, nơi khác tới thì thôi cứ ở bình thường. À, ráng làm đi. Lúc đó đó là kêu bằng vợ chồng anh Dũng gần như là muốn quỳ lại cái cái cái, cái người chủ đó luôn. Bởi vì à, rất là hiếm gặp được một cái người mà 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 chủ cả lại tốt đến như vậy. thật sự thì cái người chủ này nè có tấm lòng tốt thiệt các bạn. không muốn cho hai vợ chồng phải ở hiu uh, quạnh tại một cái chỗ mà uh, đêm qua bản thân người vợ đã gặp một cái chuyện tâm linh rồi. đó thì anh ta mới có cái lòng tốt để cho vợ chồng anh Dũng về đó ở. thì vợ chồng anh Dũng về đó ở và làm việc cho cái người chủ này hai vợ chồng á, do là giống như lịch bản thân mình uh, mang một cái sự ân nghĩa của cái người này cho nên là làm việc rất là là là, là siêng năng và uh, làm rất là được việc luôn uh, cũng chính vì cái đó cho nên là cha mẹ của cái anh chủ này là cũng đem lòng mà cảm mến hai vợ chồng của anh Dũng thì uh, cha mẹ của um, cái anh chủ này á, thì mình gọi là tạm thời mình gọi là uh, bác ba đi ha thì vợ chồng ông chủ bác ba đó sau khi mà cả tuần lễ để ý hai vợ chồng của anh dũng thì thấy rất là rỗi cho nên là gia đình họ mới bàn với nhau là nói là bây giờ á, thôi thì ờ, nói thử xem coi là hai vợ chồng nó chịu hay không nếu mà nó chịu á, thì kêu hai vợ chồng nó đi về nhà để mà rước mẹ nó qua đây tiện bời cho hai vợ chồng nó chăm sóc và giống như cái kiểu mà cái cách của ông bác ba này ông nói á là hai vợ chồng cùng với mẹ của mình á sẽ ở lại đây và làm thuê cho gia đình của ông bởi vì ông cảm nhận hai chồng này rất là hiền lành và siêng năng chất phát nữa à, và cái lời ông nói ra đó thì được mọi người trong gia đình đồng ý thì trưa à, bữa đó cái anh chủ anh mới lợi anh nói chuyện với lại anh dũng à, trong đồng luôn à thì anh mới nói như vậy thì cái anh anh dũng anh mừng quá anh nói bữa nay cũng lỡ dở việc rồi à, cảm ơn à, anh giúp cho tôi như vậy à, nhưng mà chắc là ngày mai tôi mới có thể về để mà rước mẹ tôi được thì các anh chủ này anh nói ờ à, bây giờ nè hai vợ chồng về đi về rồi à, à, nghỉ ngơi cho nó khỏe tối ngủ sớm giờ sáng thức sớm tôi à, cho mượn cái à, À, chiếc xuồng kìa hai chồng bê về dước à, bác lên đây cái sự đối đãi quá nồng hậu của cái cái người chủ này cho nên là anh Dũng anh cảm ơn rất là nhiều và trưa hôm đó thì hai vợ chồng trở về nhà ở đây đã được một tuần rồi và ở chung với lại những người đó tổng cộng trong cái gian nhà này á thì có tổng cộng là à, mình dùng cái từ phòng đi ha có tổng cộng là 3 phòng thì mỗi phòng bên đó là có hai người ở hai người ở một phòng là hai anh em ở và một phòng là hai vợ chồng ở giờ tới cái phòng tiếp theo là của hai vợ chồng anh Dũng ở thì lúc này chắc chưa là hai người mới đi về à, đi về nghỉ ngơi và cơm nước đó, thì đã có cái chị biết chị lo rồi bản thân là không cần phải lo cái chuyện cơm nước hai vợ chồng mới nằm ở đó và mừng dở với nhau là mình à, ở trong cái quả đó mình được cái phước là tối đêm đó cái người vợ đã gặp cái hiện tượng tâm linh gây rợn như vậy nhưng mà lại may mắn gặp được một người chủ tốt bụng cho nên là bây giờ mới có công ăn việc làm một cách ổn định và bây giờ là cái nỗi lo duy nhất là mẹ của mình chủ là cho là mình rước mẹ mình tới thì con cái gì bằng nữa cho nên là hai vợ chồng giống như là bắt được vàng vậy đó rất là mừng thêm vào đó là từ khi ở cái nhà của ông chủ này thì hai vợ chồng và đặc biệt là chị dũng không còn có những cái cảm giác rợn người rùng mình hay là à, một cái nỗi lo toan gì đó nữa thì rất là mừng hai vợ chồng mới ngồi nói chuyện với nhau được khoảng một lúc lâu thì anh chồng ảnh mới nói thôi để anh à, à, nằm nghỉ một chút xíu à, mấy bữa nay làm việc cũng hơi nhiều anh hơi mệt người vợ cũng nói là em cũng mệt thôi hai vợ chồng mình ngủ đi à, tới chiều á, thì mấy anh làm chung á, mấy ảnh về rồi mình à, cơm nước xong rồi nói chuyện chơi với máy ảnh rồi ngủ sớm để sáng ngày mai mình đi về để rước mẹ đến đây sau đó hai vợ chồng mới nằm ngủ thì anh chồng này nè anh ngủ được một giấc không biết là uh, anh ngủ được bao lâu có điều các bạn nên biết rằng là trong cái gian nhà này bây giờ là không có ai ngoài hai vợ chồng anh ngủ được một giấc thì anh lại cảm giác một cái cảm giác rất là đáng sợ và nó rung rợn lắm mặc dù bản thân của ảnh là không biết chuyện gì ảnh vẫn nằm ở đó ảnh uh, mới mở mắt ra mở hí hí ra thì lo do là lúc này á ảnh nằm là ảnh quay mặt vào trong vách cho nên á là ảnh mở mắt ra anh dòm vào trong vách ảnh không có thấy một cái gì cả mọi thứ nó diễn ra vẫn là bình thường nhưng mà sao kỳ quá trong người mình nó lại dâng lên một cái nỗi sợ một cái nỗi sợ vô hình nào đó mà mình không biết tại sao làm sao và cái nỗi sợ này nó cái kiểu như là nó đang ở phía sau lưng vậy thì từ từ anh mới chở người qua thì anh gặp anh hết hồn anh la lên ơ cái, cái, cái gì vậy cái gì vậy bởi vì lúc này khi mà anh vừa quay mặt qua thay vì ban đầu anh hướng mặt vào trong cái vách mà bây giờ anh quay mặt ra bên ngoài thì vợ của anh, chị Dũng không biết là chị đứng đó để làm gì mà bây giờ chị đang đứng và khơm cái mặt mình sát xuống. Đến khi anh Dũng quay mặt qua thì cái mặt của anh với cái mặt của vợ mình chỉ khoảng cách tầm một gang tay thôi và cái mặt của chị vợ á lúc này nó như vô hồn mà bà trợn hai con mắt bà giống như mở lên hết cỡ và dòm lâm lâm vào cái mặt của anh dũng mới vừa thức dậy ánh mắt mở ra thấy cái vách rồi quay mặt qua lại thấy cái hình ảnh đó thì đương nhiên anh dũng anh giật mình là phải lý thôi có điều đáng lý nếu mà vợ mình chọc ghẹo mình hay là muốn khờm xuống để lấy một cái gì đó vướng víu trên đầu trên người của mình á thì mà khi mà mình quay mặt ngang đáng lý là vợ mình phải cười hay là uh, giật người lại theo cái kiểu là chọc ghẹo hoặc là nói là anh ơi em lấy đồ trên cái cái, cái 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 nó dính trên đầu trên cổ anh. Còn đằng này người vợ sau khi thấy anh Dũng quay mặt lại rồi người vợ chị Dũng vẫn cứ đưa cái mặt y ra đó mặc dù anh Dũng đã giật mình và xô uh, cái mặt ra ta kiểu là xô đưa tay xô cái mặt ra vậy đó vậy mà cái mặt đó vẫn giữ nguyên và dòm anh dũng một cách lạnh lùng trời, ơi em ơi em, làm gì thấy ghê vậy tự nhiên đang ngủ mà em làm gì vậy em lúc này thì chị dũng mới từ từ đứng thẳng người dậy và dòm anh dũng chút xíu không hề trả lời một tiếng nào hết và chị đi ra phía bên ngoài Giống như thể là nãy giờ chưa từng xảy ra việc gì Nhưng cũng chính vì những cái thái độ lạ lùng như thế này Càng làm cho anh Dũng dâng lên một cái nỗi sợ Và đồng thời trong đầu của anh nó liên tưởng lại cái hình ảnh Mà cái ngày đầu tiên khi mà hai vợ chồng đến một cái khoảng đất để phát hoang Cái đêm đó mặt của dì Dũng cũng y như vậy Và bây giờ cũng y như lúc đó sự việc cả tuần rồi nó không có một cái sự uh, diễn biến phức tạp hay là gây rợn gì cả nhưng tới cái ngày hôm nay thì nó lại thấy cái hành động của cái chị vợ lại giống như những cái biểu hiện khi trước thì làm cho anh dũng lúc này rất là sợ và trong đầu anh mơ màng anh suy nghĩ ra không lẽ là lại xảy ra sắp xảy ra chuyện nữa rồi anh mới lật đật bước xuống mặc dù rất là sợ nhưng mình cố gắng anh chạy theo anh giật tay của vợ mình lại em ơi em em có sao không em em ơi cái lúc này thì tự dưng chị dũng lại ngơ ngác theo cái kiểu là dung dung người một cái rồi dòm chồng mình ánh mắt không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một cái ánh mắt ngơ ngác giống như thể một người là không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao chồng mình lại nắm tay giật lại với thái độ vô cùng lo lắng như vậy chị vợ nói một câu mà giống như người trên trời rơi xuống vậy ồ anh em có gì đâu sao, sao sao tự nhiên anh nắm tay em anh giật như vậy em em nói sao vậy hồi nãy giờ em làm gì em biết không Thái độ càng trở nên lo lắng của anh Dũng thì càng làm cho chị Dũng trở nên ngây ngô và không hiểu chuyện gì. Em em có làm gì đâu, em thấy anh ngủ thì em đi ra cho anh ngủ thôi. Cái cách nói và cái biểu hiện của vợ mình á, nó giống như một cái gì đó nó, 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 nó hoàn toàn nó khác, thay đổi 180 độ luôn thậm chí là 360 độ luôn cũng đúng đó các bạn bởi vì mới vừa đó trợn mắt da dòm rất là ghê rợn mà bây giờ là quay mặt lại mà à, nói như là chưa từng xảy ra việc gì thì anh Dũng anh hết sức là anh bận tâm thì lúc này anh mới dòm ra phía bên ngoài á thì anh thấy bây giờ là cũng sắp tới cái giờ chiều sắp tới cái giờ mà những người người ta làm chung với anh à, chuẩn bị về rồi thì anh cảm giác là anh ở trong cái nhà này cái gian nhà này sao mà nó ngọt ngạt và à, nó ẩn sâu trong đó là một cái nỗi sợ vô hình khiến cho anh phải rùng mình và da gà nổi đầy người hết anh mới nắm tay vợ mình đi ra bên ngoài với cái lý do là em ơi em đi ra ngoài đây với anh chút xíu anh muốn dùng cái ánh nắng còn sót lại của buổi ban chiều dội vào người của vợ mình bởi vì theo như cái hiểu biết của anh á thì ma quỷ nó rất là sợ ánh sáng và đặc biệt là ánh nắng giữa ba ngày nếu mà bây giờ là đã chiều rồi thì ít nhất cũng còn một cái nắng gì đó để chiếu rọi vào uh, vợ mình và cả bản thân mình trong cái khoảng thời gian gần cả tiếng đồng hồ đến khi mọi người trở về đó thì lúc đó anh Dũng với vợ mình là hoàn toàn đứng ở ngoài hết thậm chí là vợ anh còn nói anh làm gì anh dẫn em ra ngoài nắng không vậy cái chỗ không có nắng này sao anh không không, không ngồi thì anh Dũng lại tìm lý do này đến lý do khác Uh, biện minh cho cái việc mình làm mà muốn dẫn vợ mình ra những cái chỗ nắng đó có điều anh không nói đến là cái suy nghĩ của anh. Mặc dù anh đưa vợ ra với ý định như vậy nhưng anh không nói cái ý định đó ra. Và anh cảm giác khi mà anh quan sát uh, thái độ nói chuyện của vợ mình thì chị Dũng á, trong một tiếng đồng hồ này chỉ nói chuyện một cách bình thường, giống như là là cái người vợ mình thôi chứ hoàn toàn không có gì khác lạ cả. Thì anh lại đắn đo thêm nhiều phần và lúc này thì anh quyết định là thay vì anh thức sớm Để mà đi về Nhưng mà dự định của anh là khoảng chừng 2 giờ sáng anh thức Rồi đi xuống xuồng bơi giờ Thì bây giờ anh không dám làm cái điều đó nữa Và anh định bụng là phải sáng hẳn Thì anh mới đi về Chiều đó những người làm họ về Thì họ cũng biết được cái tin vui Của gia đình vợ chồng anh Dũng Thì họ mới lại họ nói chuyện và chúc mừng Và họ nói rằng á khi mà bác đến thì à, hai người này nè, hai người ở cái phòng kế bên nè, họ sẽ có thể là họ sẽ nhường cái phòng đó lại cho bác bởi vì bác tuổi già, hai người này sẽ ở ngoài cái gian ở phía cách đó độ chừng à, mười mấy hai chục thước, cái gian đó thì giống như là à, không phải là một cái gian nhà hoàn thiện nhưng mà dẫu sao nó cũng giống như là một cái chòi khá là lớn, thì hai người đó trai trẻ ở đó được rồi và anh Dũng rất là cảm ơn về cái tấm tình tình đó. Sau khi nói chuyện xong xuôi rồi mọi người là cảm giác là rất là vui vẻ, không khí trong cái gian nhà nó trở nên ấm cúng và rộn ràng, làm cho anh Dũng gần như là quên đi cái sự việc diễn ra hồi ban trưa. Cho đến giấc khuya anh nằm anh ngủ. Thì à, mỗi phòng đều ngăn cách với nhau, hai vợ chồng đang nằm ngủ như vậy và cái lúc mà hai vợ chồng đi ngủ á thì độ khoảng 8 giờ mấy gần 9 giờ tối. Trước đó anh Dũng cũng đã nói chuyện với vợ mình và cảm giác vợ mình nó trở nên bình thường rồi chứ không có gì quá lạ cả và hai vợ chồng nằm ngủ như vậy thì đêm nay lại tiếp tục xảy ra cái việc mà anh dũng càng thêm sợ còn đáng sợ hơn cả cái lúc mà ban chiều anh nằm ngủ như vậy thì anh cảm giác nó rất là lạnh cái cảm giác lạnh này nó rất là giống với cái cảm giác lạnh ở cái chòi trong cái chỗ phát hoang hôm mấy hôm trước Mặc dù vậy nhưng mà do anh Dũng là một cái người đang ngủ say xưa và cảm giác lạnh thì phản ứng cũng như là bản năng tự nhiên anh sẽ đưa cái tay và kéo cái chăn lên để mà đắp lại cho mình. Thì lúc này khi mà anh đưa chăn anh kéo lên á thì anh nghe bên văn vẳng bên cái lỗ tai á là một cái tiếng nói cái giọng rất là giống cái giọng của vợ mình mà anh không nghe rõ là cái tiếng nói đó đang nói về cái vấn đề gì và đang nói về cái câu chuyện gì bởi vì cái âm phát ra đó nó rất lạ lùng nó lạ lắm nó không có, có nghe rõ giống như kiểu mà giống như mình mình là người việt mình không biết tiếng nước ngoài mà mình nghe một cái tiếng nói của bên thái bên miên gì đó anh nghe như vậy và cái giọng nói đó nó kế bên cái lỗ tai cho đến khi anh không có, có, có chịu được. Anh phải mở mắt ra. Để anh coi có chuyện gì. Không lẽ là vợ mình đang nói mớ. Thì anh mở mắt ra. Anh dáng anh mở mắt ra anh dợp. Thì anh không có phải là anh thấy cảnh tượng. Mặt vợ mình kề sát mặt mình. Như cái lúc ban chiều nữa. Mà anh lại thấy là vợ đang ngồi. Ngồi ngoài cái chỗ. Như cái giường đi. Thì cái người vợ á, ngồi sát cái mấy giường bên ngoài. Á. Nhưng mà cổ ngồi á là cổ ngồi cổ quay mặt qua cái hướng ngoài đường đi và cái đưa cái lưng tới chỗ của à, anh chồng có nghĩa là anh chồng chỉ thấy vợ mình ngồi quay lưng lại với mình và ánh mắt là đang hướng ra phía bên ngoài có điều là cái mùng á, thì à, dăng lên để là tránh mũi mà bây giờ vợ mình lại ngồi theo cái xu hướng là ở bên ngoài thì có nghĩa là vợ mình nó ngồi bên ngoài cách mình cái mùng vậy thì hồi nãy mình nghe cái tiếng đó, giống như là sát cái lỗ tai ở đâu ra mình vừa nghe mình mở mắt ra thì cái âm thanh đó lại phát ra cảm nhận được là phát ra từ miệng của chị vợ nhưng chị vợ đã ngồi ở bên ngoài rồi nó lạ lung lắm mới một cái chớp mắt thì không thể nào vợ mình từ trong mùng mà chòi ra bên ngoài như vậy được có điều thì cô ngồi bên ngoài như vậy nó làm giữa đêm khuya tối hù như vậy nó làm trong tầm mắt của anh Dũng á, là một cái gì đó nó quyền bí và nó, nó 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 rùng rợn lắm em 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 và đồng thời anh Dũng khi mà kêu vợ mình em 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 á thì vẫn nghe giống như là cái tiếng của vợ mình nó đang nói cái từ uh, tiếng Anh tiếng Hoa tiếng Mỹ gì đó không có quan tâm tới cái tiếng kêu em 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 của anh Dũng anh Dũng mới đưa cái tay á anh dở cái mùng lên anh dở cái mùng lên để anh đụng vào cái vai của vợ mình thì anh đụng vô nó lạnh ngắt và vợ anh vẫn ngồi như vậy chính vì chỉ ngồi như vậy thôi không nói uh, tiếng nào nhưng mà tại sao nó lại phát ra cái âm thanh đó và đồng thời khi mà anh dũng anh giật mình anh ngồi bật hẳn vậy thì anh nghe trong miệng của vợ mình không còn nổi nữa và lúc này thì cô đang nghiến răng nghiến cái bằng trẹo 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 trèo giữa đêm á các bạn Trời ơi, một cái người nằm ngủ chung với mình, vợ của mình trước đó đã xảy ra những cái việc tâm linh. Mà bây giờ giữa đêm khuya lại ngồi một cục thừ lừ ra đó, ngồi quay lưng lại với mình, hỏi gì cũng không nói. Và trong miệng đó, nó phát ra những cái âm thanh, những cái âm ngữ nó 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 nó, nó, nó lạ lùng. Bây giờ là không phát nữa mà lại còn nghiến răng nghe trẹo 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 trẹo. Chẳng những cái tiếng nghiến răng này nè, nó làm cho anh Dũng sợ hãi và ngay cả những người ở cái phòng kế bên họ cũng nghe được cái tiếng đó. Anh Dũng lúc này là rất là sợ, sợ đến độ mà anh chỉ ngồi trong bụng mình không dám bước ra để dòm cái mặt của vợ mình. Mặc dù anh rất là, là, là lo cho vợ, nhưng mà do lúc đó là nó quá bất ngờ, cái sự việc nó diễn ra một cách rung rợn như vậy, cho nên là anh Dũng mình ớn lắm, anh sợ lắm nữa muốn quan xa tâm vợ mình và nữa thì không dám để mà dòm thì ngay cái lúc này là những cái người ở xung quanh cái phòng kế bên đó các bạn họ nghe cái tiếng nghiến răng và đồng thời là cái người vợ vẫn nghiến răng liên tục như vậy mà không nói cho tiếng nào hết họ nghe như vậy họ mới đi ra bên ngoài họ đi ra bên ngoài họ đi vào họ gõ cái cửa cái cửa cái cửa phòng á à, dũng ơi dũng cái gì mà nghe chèo 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 giống vậy mày thì có người nói chuyện rồi anh dũng mới bạc dậy và uh, can đảm hơn anh mới dòm cái mặt của vợ mình đó. thì anh thấy lúc này lạ một cái là nhắm mắt chứ không mở mắt vợ anh á nhắm mắt nãy giờ anh sợ anh không có dám dòm cái mặt cho nên là không biết bây giờ dòm là thấy nhắm mắt như vậy có cái anh sợ anh cũng không dám kêu nữa anh mới bước lẹ ra ngoài đó anh mới bước đi chụp cái tay anh lại các bạn chụp lại mà cái tay là ngắt luôn và con mắt vẫn không mở ra con mắt vẫn không mở ra mà chụp tay anh lợi không mở ra làm gì thấy đường để mà chụp vậy mà chụp lợi anh giật mình la lên cái thì ở ngoài người ta nghe tiếng la của anh á người ta mới nói gì dũng ơi dũng ơi cái gì vậy dũng thì lúc này tự động cái người vợ buông tay ra nhưng cái sắc mặt và cái mắt của người vợ vẫn y nguyên như vậy chứ không thợ không hề mở mặt ra rất là kinh hoàng thì anh Dũng á lúc lúc này anh mới bước ra anh bước ra lẹ lẹ anh mở cửa ra thì bốn người kia họ bước vào họ vẫn thấy là cái người vợ nè vẫn ngồi ở đó ngồi thẳng băng cái lưng vậy nè nhưng mà ánh mắt thì nhắm mà cái miệng thì nghiến răng nghe trèo 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 thì những người này do người ta không biết là trước đó vợ chồng anh Dũng đã chứng kiến những cái việc tâm linh lạ lùng bởi vì anh Dũng đâu có cãi họ không biết chính vì không biết thì họ dòm vô họ mới nói trời ơi vợ mày bị mộng du À, vợ mày mộng du giống kiểu mớ nghiến văn vậy thôi mà kêu nó thức dậy là nó tỉnh nè à. à. thì lúc đó anh dũng rất là sợ nhưng mà có đông người rồi anh vẫn dáng anh lợi nắm cái vai của vợ mình Mà la một điều á là lúc này anh nắm vô á anh rung rung á thì anh không còn cảm giác lạnh như hồi nãy nữa hồi nãy rất là lạnh anh em ơi em ơi có sao không em có sao không em thì người vợ là giật mình một cái mở mắt ra thì giống như kiểu, kiểu mà người bị mộng du vậy các bạn chứ hoàn toàn nó không có cái gì khác lạ cả nhưng mà anh Dũng chắc chắn một điều là vợ mình từ trước đến giờ là không có cái chuyện mộng du. Và cái biểu hiện này á, bản thân mình đã chứng kiến rồi. Cho nên anh biết chắc là vợ mình đã dính vào cái việc tâm linh. Có điều thì anh không thể nào kể cho những người này nghe được. Thì người vợ anh cũng thức dậy rồi đó thì cũng ngơ ngơ ngắt ngát vậy đó. Ủa sao em nằm đây? Sao em ngồi đây? Mà sao mọi người đông quá vậy? thì mọi người mới cười hà 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 theo cái kiểu là à, trời ơi vợ mày nó có bệnh mộng du mày mốt mình cho nó ngủ sát vách đi mày ngủ ngoài đến cả người vợ cũng nói ủa em đó giờ đâu có mộng du đâu ủa mà cái chuyện gì vậy anh à, không có gì em ơi thôi em nằm sát vách đi à, ngủ đi rồi lúc đó mới giải tán mọi người nhưng đêm đó anh Dũng anh không hề ngủ anh ngồi canh vợ mình có điều lúc mà anh ngồi canh như vậy thì vợ anh vẫn nằm ngủ ngon lành à, không có biểu hiện gì khác lạ cả cho đến sáng á thì anh mới đi về. Nhưng mà anh lại không dám đi bằng cái chiếc xuồng mà cái người chủ ở cấp cho có điều đi cái đường đó đó, đi cái đường sông á, đương nhiên nó sẽ xa hơn. Nhưng mà anh nhớ là cái đoạn đường sông này có những cái địa điểm mà nghe bà con người ta đồn thổi á, là có ma da rồi uh, ma nó ẩn nấp ở trên cái chỗ mà ít người ở đó, đi qua rất là nhiều cái đoạn như vậy và vợ anh lại là cái người mà đã anh suy nghĩ đã dính được chuyện tâm linh rồi cho nên là anh không có dám đi anh mới tìm cái lý do khác để thối thác cái việc mà nhận cái chiếc xuồng để mà đi về anh nói là anh muốn đi bộ khoảng cách 10 cây số đó nhưng mà nếu mà mình đi tắt vào những cái cánh đồng ruộng á, thì nó còn khoảng chừng là năm sáu cây số thôi cái đường tắt nó rất là gần các bạn bởi vậy á, với lại cái đường tắt này á, thì giống như đi giữa đồng ruộng thôi và Thời điểm đó thì người dân người ta làm ruộng có thể nói là bạn có thể thấy người dân làm ruộng bất cứ lúc nào chứ không phải là như bây giờ mà sáng sớm đi thăm ruộng rồi về, khi chiều chiều mát mát mới đi, không có chuyện đó các bạn, mỗi lần người ta làm xuyên suốt. Thì lúc đó đó anh Dũng mới dẫn vợ mình đi đi trên cái con cái con đường tắt đó thì đi khi mà chỉ còn cách gần hai cây số nữa thì sẽ về được tới nhà của mình. Ở chỗ đó thì anh Dũng có nghe bà con người ta đồn đại thì chỗ này có nhà của cái một ông thầy. Ông thầy này thì độ chừng là uh, gần 50 tuổi. Ông ở chỉ có một mình thôi và nhà ông á thì ở uh, cái vị trí là giống như là lẻ lôi xung quanh không có nhà cửa gì cả. Mà nằm sâu trong cái đám ruộng nữa. Có điều cái nhà cửa ông cắt á nếu mà đem cái nhà này ra đặt ở ngoài cái vị trí bình thường á thì đây là một cái nhà có điều kiện, có thể là khá giả giàu có đó nhưng mà ông mở chỉ có một mình thôi có điều hồi đó giờ á, tuy biết ông là thầy nhưng mà ông làm ông đi làm ông giúp cho người này người kia ở chỗ xa không chưa từng thấy ông làm gần ở chỗ này và người ta cũng không biết ông tên thật là cái gì nữa ông chưa từng nói chỉ có điều cái ông thầy này á thì ông rất là lùng ông lùng mà cái tướng ông nhỏ con nữa mà nhìn mặt ông giống như mấy cái người dân tộc có cái á là cái mặt của ông á cái ánh mắt đồ dòm vô á bảo đảm một người nào cũng vậy khi mà dòm vào khuôn mặt cộng với ánh mắt của ổng á, thì người ta lại dâng lên một sự bí ẩn và thâm trầm. Rất là thâm trầm. Cho nên là bà con á, người ta không biết ổng là tên gì để mà gọi là thầy gì. Người ta thấy thâm trầm như vậy người ta kêu là ông thầy trầm. Và như Bảo đã vừa mới nói là ông thầy này á, ổng gần như là không có bắt ma hay bắt quỷ gì ở khu vực gần đây. Ông chỉ bắt ở những cái điểm xa thôi. Nhưng mà sau này mới biết á, là do ổng nói là ở đây nghèo không có ai đủ tiền trả cho ổng hết trơn không có giúp ổng đi ở những chỗ xa cái chỗ mà bà con không biết cho nên là dẫu như là ổng là thầy nhưng mà vào thời điểm hiện tại đó thì người ta vẫn nói ông thầy này là ông, ông làm gì cũng không biết ông chỉ gì cũng không biết luôn con cái nhìn vào cái sự huyền bí của ổng thì người ta không có dám ở gần thì lúc này á là anh dũng á anh cố ý đi con đường này các bạn một phần vì tránh cho những cái đoạn sông mà người ta đồn là có ma da này nọ thì chủ định chủ định của anh á là anh muốn đi gần cái chỗ này để ít nhiều coi cô con thầy này có biết gì không à, giúp được phần nào cho vợ mình không bởi vì anh chỉ nghe loáng thoáng sơ sơ thôi anh không hề biết được là ông thầy này do là ông không giúp ở đây bởi vì ở đây á là người ta không có tiền anh đâu có biết chuyện đó anh chỉ nghĩ là thầy bà nếu mà mình nhờ mình giúp á thì À, nếu mà vợ mình cần được giúp thì mình sẽ tốn một cái số tiền gì đó nó nó cũng vừa phải thôi thì anh mới đi ngang anh đi ngang thay vì cái lần trước á anh đi cũng có đi gần đây nhưng mà nói là gần thôi chứ không phải là đi gần sát như bây giờ à, anh đi cái đoạn đường lúc mà anh đi phát hoang đầu tiên với vợ ảnh á thì anh cắt chỗ này đâu cả chừng là hai ba trăm thước và không có để ý tới cho nên là chỉ biết là có đây có cái nhà của ông thầy đó vậy thôi chứ không có để ý còn lần này là anh cố ý anh dắt vợ anh đi ngang gần tới lúc mà anh đi gần lại á thì anh mới thấy cái ông thầy đó ông dòm da có nghĩa là ông dòm da từ cái lúc mà hai vợ chồng đi gần tới nhà là ông đã dòm rồi ông dòm lắm ông dòm kỹ lắm cái anh dũng á thấy cái ánh mắt ông cũng sợ các bạn và dòm ở trong nhà anh lại dâng lên một cái nỗi sợ nữa nó kỳ cục vậy đó và cái nỗi sợ này nó không hề thua kém cái nỗi sợ mà anh cảm giác anh sợ vợ mình Nhìn vô trong nhà của ông thầy này tuy là nhà lớn đó, rộng đó Nhưng mà trong đó làm như nó có cái gì đó nó bí ẩn, nó, nó sâu xa lắm Và nó quyền bí ma mị lắm Đến độ mà uh, chủ uh, đích của anh Dũng á, là muốn dẫn vợ mình đi gần để hỏi thăm ông thầy Còn vợ mình có xảy ra việc gì không Nhưng mà lúc này á, nhìn vào cái mặt của ổng tự nhiên quên luôn Sợ luôn, không quên, không nhớ gì hết Cái đi cũng hút ổng rồi Ổng mới kêu lại, ơi thằng kia anh Dũng lúc này mới giật mình mới, mới dừng lại mà nhưng mà cái người vợ á cái người vợ thì bình thường cái người vợ cũng quay mặt lại và nói là ủa cái ông nào cũng kêu anh kìa do là người vợ mới cưới anh anh dũng về đây à mới còn tháng mấy à cũng đâu nghe được cái tin đồn đó các bạn đâu biết hôm nay là cái nhà của ông thầy đâu đó thì hai người mới dừng lại thì cái anh dũng mới mới nói dạ 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 có gì ông thầy tao nói mày nghe nè mày vô đây để vợ mày đứng đó thì ông nói xong như vậy anh dũng cũng đi vô đi vô nhưng mà đứng thì cách ổng một cái hàng rào à, thì ổng mới nói ê mày có tiền không anh dũng anh, anh 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 kiểu mà anh mới gặp nhau mà tự nhiên hỏi có tiền không anh dũng mới nói dạ con nghèo lắm con ít tiền lắm thầy ơi à, mày không tiền thôi mày về đi mày có tiền á mày mới cứu được vợ mày vợ mày á bị quỷ theo á kìa nó đứng kìa nó đứng kế bên vợ mày kìa nó sợ tao rồi nó mới chạy ra chỗ khác mày á có tiền á thì tới đây Tao cứu cho còn không á thì mày coi mày về á mày kiếm chỗ nào á đất nhà mày á mày đào cái lỗ đi cho vợ mày là vừa ông nói xong thì ông lạnh lùng ông đi quay chợ ngược cho trong nhà các bạn tự dưng ông nói vậy mà bản thân anh Dũng đã lo cho vợ mình rồi cái anh Dũng anh mới kêu lại anh nói thầy ơi thầy ơi dạ 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 thầy 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 nói rõ ràng được không cái gì mà rõ ràng mày có tiền mày có nhiêu đó thì tao cứu vợ mày cái số tiền mà ông thầy trầm này ông đưa ra đó là một cái số tiền nó quá lớn so với anh dũng dù không biết anh dũng là anh tích góp cả đời không biết có được cái số tiền đó không nhưng mà anh quá lo cho vợ anh mới năn nỉ là uh, uh, ít lại được không thầy các kiểu vậy đó nhưng mà ông dứt khoát không ông đi vào trong nhà một đóng cửa là luôn không nói tiếng nào hết cái anh chồng anh định là quỳ lại để mà xin nhưng mà cái người vợ á, đứng xa cho nên là không biết là hai hai người này đang nói cái gì lúc mà thấy chồng mình theo kiểu giống như là đang nói chuyện mà nó kiểu mà giống miếu máu muốn khóc vậy đó thì cái người vợ mới đi lại và hỏi anh là chuyện gì lúc này anh chồng anh mới đi ra xa anh mới dám nói anh nói là vậy 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 đó cái người vợ nói cho trời anh ơi, em em không có sao đâu tiền đâu mà đưa cho ông vậy Mà ông này là thầy hả anh thì nghe chồng mình nói mới biết là ông đó là thầy nhưng mà cuối cùng á, thì người vợ vẫn nắm tay anh chồng đi về bởi vì cái số tiền nó quá lớn mà. Mà bản thân người vợ á. Do là không biết các bạn. Tuy là biết là mình đã gặp quỷ rồi đó. Nhưng mà cũng không có nghĩ tới cái việc mà bị uh, đi theo ám gì. Bởi vì bản thân của, 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 của người vợ á. Thì bị che mắt rồi. Bị che cái cảm giác đó đã, đã rồi. Cho nên không có biết. Thì con quỷ đó đó. Nó mới theo cái người vợ về nhà luôn các bạn. Và khi mà nó về tới nhà đó thì ban đêm ban hôm nó làm ra những cái thái độ lạ lắm còn cái người vợ đó thì bình thường vẫn tỉnh táo không có gì hết nhưng mà đến vào cái đêm không phải là cứ đêm xuống là, là là sẽ bị nhưng mà vào những cái thời khắc ví dụ như cái giờ tí là cái giờ 10 giữa đêm 12 giờ khuya và cái giờ 2 giờ sáng thì cái người vợ này hay diễn ra những cái 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 hành động nó lạ lùng lắm và nó gây rợn lắm lúc đó, thì cô lại đi ra cô dòm chồng đến khi chồng phát hiện hỏi là cái gì thì lại tiếp tục giống như không biết gì ngơ ngơ ngắt ngắt lúc đó, thì lại đi ra cái chỗ ngủ của mẹ chồng lấy cái tay mà theo cái kiểu là co lại giống như kiểu mà con quỷ mình thường thường hay câu cái tay lại các bạn cào cào lên trên cổ của bà khiến bà giật mình thức dậy và dướm máu cả cái chỗ đó luôn thì bà mới hỏi là bà đâu biết chuyện gì đâu bà mới hỏi là cái gì cái gì cho có cái gì cho con thì lại quay mặt đi như không xảy ra việc gì và là một trong một đêm đã làm một hai lần như vậy thì cái người mẹ chồng á mới đi qua kêu con trai mình hỏi là cái chuyện gì mà sao vợ mày nó làm vậy với tao anh chồng á lúc đó tự dưng nó sợ nó không có dám nói các bạn anh chỉ dán là theo kiểu là anh đưa mắt nhờ mẹ mình mẹ ơi không có chuyện gì mà. mẹ 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 ngủ đi để con canh giữ vợ con Rồi sáng con nói cho mẹ nghe Bởi vì lúc đó anh sợ anh không dám nói Cho đến sáng á Thì đáng lý ra theo như cái lời hứa Với cái người chủ bên đó là anh phải đưa Hai vợ chồng cùng với mẹ của mình Đi qua bên đó Thì lúc này á, anh không đưa được các bạn Bởi vì cái người vợ lại có những cái biểu hiện khác Thường là đi ra chỉ mặt anh Và nói là tao không có đi Và cái giọng nói này Nó lạ lắm Chứ nó không phải là cái giọng của vợ anh nữa rồi thì anh đã biết là vợ mình đang gặp cái cái, cái cái chuyện gì rồi anh mới làm bộ là đi ra ngoài nhưng mà vẫn đóng cửa lại nha. anh nói ừ em không đi thôi để anh dẫn mẹ qua bên đây à, à, làm được số tiền nè đưa mẹ đi mua gạo mày á mua thịt về tao muốn ăn thịt mày mà không mua đó tao ăn thịt mày á ăn thịt mẹ mày luôn á thì nói và trợn con mắt lên thì lúc này á, anh Dũng chắc chắn và khẳng định được rồi con quỷ đang tồn tại trong thân xác của vợ anh và ở cái vùng này thì gần như là không có thầy bà chỉ duy nhất có một thầy trầm đó thôi mà mình chưa kể chuyện gì chỉ đi ngang mà ông lại khẳng định cái điều đó thì cái anh này anh Dũng nè anh biết rồi anh đi ra bên ngoài đi khá là xa nhà anh mới nói với mẹ anh á là ma mẹ ơi mẹ phải ở đây ở cái nhà bà con này mẹ không được về nhà để con đi mời thầy về và anh cởi lại đầu đuôi mọi chuyện và cái người mẹ đó là cái người đó sống bấy nhiêu đó năm trên đời rồi thì bà hoàn toàn biết được cái chuyện đó bà hoàn toàn cảm nhận được cái lời con trai mình nói là đúng thì cái lúc này nè anh dũng anh mới đi qua nhà của bác hai trước nhà của bác hai á, là cha mẹ của chị lành đó các bạn Anh mới cởi lại tường tặng mọi chuyện đầu đuôi góc nhỏ làm sao anh cởi hết thì bác hai mới nói tao thì cũng nghèo khó như mày mà tao chỉ có một đứa con gái thôi chưa có uh, lấy chồng cho nó gì cả thì uh, trong nhà tao còn bao nhiêu nè mày lấy bao nhiêu tiền mày qua mày năn nỉ ông thầy đó coi sao anh Dũng á, nhận tiền của bác hai và cảm ơn rất là nhiều bởi vì cái tình cảm giữa hai gia đình thì rất là thân cũng có bà con nữa cho nên á, là bây giờ anh khi mà anh nhận tiền rồi thì ông bác hai ông mới nói bây giờ tao đi với mày đi ra ngoài đó để mà năn nỉ con làm sao thì hai người mới đi ra đó năn nỉ thì ông thầy này ông tuyệt đối không là không các bạn đuổi đi không cho ở đây và ông chỉ mặt ông nói á, bay mà không có tiền mà còn đứng đây á nha tao cho dòng nó ra nó nó bẻ cổ tụi bầy đó ông nói một cách rất là bình thường nhưng mà trong cái ngữ âm của ông phát ra rất là ghê các bạn khiến cho bác hai và cả anh dũng phải sợ và đi ra khỏi nhà ổng thì lúc này hai người bàn tính với nhau á thì bác hai mới nói thôi bây giờ nếu mà cái người chủ đó đó họ tốt thì bây giờ mình đi đến đó mình mượn tiền của họ giờ mày gia đình mày á làm công từ từ chứ chứ không lẽ để, để vợ mày nó chết hay sao thì lúc đó hai người mới đi qua bên cái người chủ và cởi lại tường tặng mọi chuyện thì cái người chủ này người ta tốt các bạn. Thật sự cái gia đình nó sống rất là nhẫn đức. Cái số tiền đưa ra thì có thể nói nếu như vợ chồng của anh Dũng mà làm công cho gia đình phải là 5-7 năm mới có khả năng là trừ hết nợ. Nhưng mà người đó vẫn cho và nói rằng á ờ, đưa cho ổng đi rồi nếu mà ông chỉ hết á Thì uh, sẽ đưa tiền đó cho ông Còn cái phần tiền này Thì vợ chồng làm từ từ Trả lợi cho tôi Không cần phải gấp Giống như là kiểu là ông đưa ra Theo cái kiểu là giống như là Không phải là lương bao nhiêu trừ hết Mà chỉ trừ một phần nhỏ trong đó thôi để Làm từ từ, từ từ trả Thì quá mừng Hai người mới lấy số tiền Và đi qua bên nhà ông thầy đó Khi mà có tiền rồi thì ông giúp Thì ngay cái lúc đó luôn Ông mới đi ra Ông đem đồ nghề Ông này nọ Ông đi ra Ông đem ra ngoài cái chỗ đó đem ra ngoài đờ, cái chỗ nhà của anh Dũng nha các bạn. Thì anh, ông đi vô á, ông đi vô thì lúc này vợ anh Dũng á, mới đứng trong nhà mà chỉ ra. Mày á, chỉ mặt anh Dũng á, mày á, mày, á, mày dán ông về đây bắt tao hả? À? Ông bắt tao được không? Ông bắt tao hả? À? Tao bắt vợ mày trước. Ông nói như vậy các bạn. Cái dông quỷ trong cái thân xác của người vợ chỉ mặt ra và nói như vậy thì ông thầy đã nói yên tâm đi thằng này mày lát mày phụ tao thì ông nói xong á ông mới đi ngược ra bên ngoài ông mới dán xung quanh nhà mấy cái lá bùa chứ ông không có có, có làm gì chứ ông dán mấy lá bùa xong nói là tối nay ông mới bắt thì anh chồng do là anh lo anh suy nghĩ anh lo anh lo lắng anh cứ đi theo ông thầy này hoài và cái nhà thì bây giờ như vậy rồi dẫn ông thầy này đi thì dẫn nhà nào phải dẫn về nhà của bác hai mà trong nhà của bác hai á, để cho ông ở tới tối thì có vợ chồng bác hai và chị lành mà chị lành là cái người rất là đẹp rất là đẹp và khi mà ông đi vô trong nhà đó ông dòm chị ông thấy chị lành rồi đó nha ông dòm lâu lắm các bạn lúc đó bác hai cứ nói là không lẽ con gái mình có cái gì gì tâm linh mới hỏi ổng thì ổng nói không có gì hết và cái cách nói chuyện của ổng lại ôn hòa hơn rất là nhiều nhưng mà do lúc đó vợ chồng bác hai hay là anh Dũng chỉ nghĩ là có tiền rồi cho nên là ông ôn hòa thôi chứ không nghĩ liên quan đến chị lành nhưng mà sau này các bạn mới xảy ra ngoài cái việc mà ông bắt cái dòng quỷ trước nè cho vợ anh Dũng nè rồi giống như là cái, cái, số của chị lành đó, là phải gặp cái nạn này vậy cho nên là ông gặp vô tình ông tới đây ông bắt quỷ mà ông lại gặp chị lành ông nảy sinh những cái ý định tà ác của ổng rồi sau này sẽ xảy ra rất là nhiều chuyện à, à, bảo mời các bạn á, cùng lắng nghe vào cái phần à, kế tiếp sẽ phát giờ, sống vào ngày mai để coi ông thầy này ổng có trị được cái con quỷ trong thân xác của vợ anh dũng hay không và điều gì làm cho ông khi mà gặp chị lành lại là xảy ra nhiều cái vấn đề về sau thì bảo mời các bạn à, cùng à, chờ đợi để nghe tiếp cái câu chuyện rất là ly kỳ xa xưa này còn bây giờ thì bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo